Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với góc nuôi cá betta của mình. Đó thì hôm nay thì mình sẽ rủ mọi người đi thu hoạch trứng cá betta nha mọi người. Thì trước tiên thì mình cũng khoe với mọi người nè. Thì cái dàn ấy này của mình đó thì mình mới vừa đi cắt nhựa nè mọi người. Đó, mình đã đi cắt nhựa rồi nè. Đây, để mình rút ra cho mọi người xem. Ở đây mình có vài con cá rất là quý, rất là ưng ý luôn nè. Nè, cái miếng nhựa này mình đã đi mua một tấm rất là bự về mình cắt nhỏ để mà mình làm vách ngăn cho tụi nó. Thì cũng không mắc gì một tấm 2 mét mét 2. 2 mét mét chứ. Chiều dài 2 mét, chiều ngang 1 mét thì mình mua hết 90 ngàn nha mọi người. Về cắt thì khá là nhiều tấm nhỏ luôn. Ha, tha hồ mà trận. Đó. Mà đây con cá mình rất là thích luôn. Mình mua từ hồi cá con mà mình nuôi lớn nè. Ghiền chưa? Bên này là con Fancy Cooper. Ha, đuôi vây lưng đều rất là ok. Vây hậu đây, vây bụng á thì rất là ok, nhưng mà cái vây ngực thì không có. Nó hơi bị lỗi cho đó. Thích ghê á. Cắt cái miếng này chặn lại rất là ngon lành luôn, nhẹ nhàng. Không có dính 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 như mấy cái giấy lịch thấy mà mắc chán. Ha. Không có dính dính như mấy cái kia. Đó, con này samurai nè. Thôi, khoe như đó thôi. Mình mới vừa làm được có vài miếng này à. Ha, chừng nào mình lên cá thêm, có cá thêm, mình dán hồ thêm, mình sẽ làm thêm. Còn bây giờ thì mình sẽ rủ mọi người đi thu hoạch trứng cá betta nha. Thì cũng không gì đâu, ngày hôm qua mình mới vừa đem đi ép hai cặp. Một cặp Corret Galaxy và một cặp Nemo Galaxy. Đó, thì hôm nay thì mình thấy hình như là nó đã có đẻ trứng rồi. Mình cũng thăm chừng cho ăn thăm chừng mà. Thì đem ra ngày hôm qua, bữa nay thì thấy nó có đẻ rồi. Đó, thì mình rủ mọi người đồng hành cùng với mình là xem nó đẻ nhiều ít nha. Đó, sẵn khoai với mọi người luôn. Mình ở đây mình có một anh đen thùi nè. Mình cũng không biết đặt tên nó gì đây, hắc trúng quân đi. Đó, đây đây đây. Sẵn thì mình sẽ vớt cá máy ra luôn, nếu mà đẻ rồi thì mình sẽ vớt cá máy ra cho ra hai cái hũ này mình dưỡng. Thế hồi nãy mình thăm, dở ra thăm hí hí thăm rồi. Thăm thì thấy nó xẹp rồi. Cái bụng nó xẹp rồi. Đó. Có trứng không mọi người? Có trứng không để mình. Ê, có trứng rồi mọi người ơi, có trứng rồi, không được rồi. Phá dữ quá không được. Ha, mình thấy hình như có trứng rồi nè, có trứng rồi. Nè, trứng nó dính dính ở trên nè các bạn thấy không? Khá là nhiều nha. Thôi vậy để mình vớt cá mái ra. Vớt cá mái ra bạn ơi. Phá phá lá còn cá trống nó quất hết trứng nữa, khổ nữa. Ha, mình nuôi cá mình hay thái mái mấy vụ này lắm. Khá là thái mái mấy vụ này. Nè, cá mái nè. Xẹp rồi. Thọt tay vô vớt ra luôn chứ giờ làm sao. Đừng có chạy nào. Chứ để nó trong đây cũng không được lại lọc gì. Đó. Rồi. Đẩy lại, đẩy lại. Đẩy lại. Ha. Ép cá đơn sơ mà đẻ rất là nhiều, không biết nở như thế nào đây nữa. Đó, mình làm rất là đơn giản luôn. Đơn giản, đậy cũng không đậy kín nữa nè. Bên đây nha, tới bên đây nha. Đó, tên 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 tèn. Coi coi bên đây có đẻ chưa. Mình thấy nhỏ bọt rất là nhiều rồi. À, có đẻ rồi nè các bạn. Có đẻ rồi nè. Hình như con mái đang đẻ, cái bụng nó còn rất là căng. Mình thấy cái bụng con mái còn rất là căng luôn nè. À, hình như là đang đẻ. Chưa đẻ xong quá. Mình nghĩ là vậy. À, mình nghĩ là chắc chưa đẻ xong đâu. Thôi, đẩy lại tiếp. Coi coi ngày mai nó có đẻ thêm hay không. Đó, thấy cũng khá là nhiều trứng rồi. Mà cái bụng chưa có xẹp. Bụng cá mái còn quá cỡ đây nè. Chú có xẹp nha. Đó, bây giờ thì đậy lại. Đậy lại nha mọi người. Ha. Đậy lại. Đơn giản nhẹ nhàng. Có ai mà ép cá mà ẩu tả như mình không? Cho nó ăn chút xíu dùm chị. Nè. Bây giờ cho mọi người chiêm ngưỡng cái này để hơi lọt. Đó, con Corret của mình. Corret máy này được tặng nè. Tặng kèm với con cá trống.
không được đẹp, nhìn chung thì không được đẹp, nhưng mà ép chung với con trống này thì con trống này nó đỏ nhiều hơn, ra là hy vọng là sẽ ok ha. Đó. Đây mình còn con còn em rất là khá đó nè, cái con mới lớn là form đầu rất là gấu luôn, cực gấu luôn, đầu cong vòng luôn, mọi người thấy không, đầu tròn vo luôn. Sung lắm, mấy con này mấy bữa nay lên đây rất là sung. Thấy chưa, đưa ngón tay vô nó cũng kè nữa nè, cho ăn uống điều độ rồi lại ha, đem vô đây sung, chứ nuôi ngoài kia bỏ bê quá không được sung. Kè không, ngoảnh mặt làm ngơ luôn à, lạ. Đây nè, nè kè nè, mọi người thấy không, sung lắm. Bây giờ cái đèn qua đây cho mọi người xem con này ha, mình chưa có đèn led, hơi dở chỗ đó, phải có đèn led nó show mới ngon. Con này nay sao nó hơi nhát nè, không biết có muốn bệnh gì không đây, để một lát mình vô thuốc ngừa cho nó. Em Samurai nè, vậy là mình thu hoạch được một ổ trứng rồi đó mọi người, còn một ổ nữa chắc chiều nay nếu mà thấy cái bụng nó xẹp chắc mình sẽ vớt ra luôn. Sung lắm, em này là sung nhất bài không nè. Hôm nay sao thấy nó ấy quá vậy, mấy bữa nay mưa nắng thất thường cá dễ bị bệnh quá mọi người. Hình như nó lạ ánh đèn, kè nè, cho hai con này kè, hai con này kè cho mọi người xem. Dở quá, phải được cái led dây rất là ngon. Nè copper nè mọi người thấy đuôi nè, đã không, đuôi rất là đều, dở con cá không có vây ngực, vây ngực bị cục, mình nghĩ chắc là cục bẩm sinh rồi, nuôi lâu quá mà thấy nó không dài ra gì bao nhiêu á. Mình cũng có thể nói là khá là lầm với con cá này, được cái màu đuôi, đầu này nữa mà lên copper nó thì thôi rồi, mê nè, thấy nó ẩn ẩn á mọi người thấy không, đầu hơi sần sùi ẩn ẩn á. Tao nói cắt mấy miếng này ở tiện gì đâu á, cho mọi người xem cặp này đi, cặp này có con ấy này nhìn rất là lả lướt, con đưa tưa, em đưa tưa duy nhất còn lại của mình, mấy con kia hẹo hết rồi, bệnh hẹo hết rồi, con này cũng muốn bệnh, không lại cũng dưỡng nó nè, này nó khá, thấy nó khá là sung, này thấy nó khá là sung. Nhưng mà thấy cái mỏ đó kìa, cá con cá nó không được khỏe, thành ra thấy cái mỏ nó cũng khác bình thường nữa. Ôi trời, thấy không, hết bộ đuôi đó, hết hồn chưa,
Dự định thì sẽ lên thêm hồ, mình có dự định đặt thêm hồ rồi, đang để dành tiền mọi người ơi, đang để dành tiền. Hết vàng này là thêm 30 hồ nữa, 30 hồ nữa nha, đang để dành tiền. Cũng để dành rồi chơi từ từ mọi người, chứ lần mua mua nhiều ngán lắm, ngán tiền, giờ gì cũng tiền hết trơn. Ha, tiền kệ tiền hồ, nội tiền kệ với tiền hồ không mình hết 700 mấy rồi đó, chưa tính tiền cá nha, 700 mấy chục ngàn à. Nếu mà đặt thêm 30 cái hồ nữa là thêm 400 ngàn nữa đó, chưa tính tiền cá, hơi ngán ha, thấy cũng hơi ngán, cũng tiền triệu rồi ha, lỡ ghiền rồi sao giờ. Thôi, bye bye chào tạm biệt mọi người nha. Hôm nay thì mình đã thu hoạch được một ổ trứng của Coget Galaxy rồi. Còn một ổ của Nemo Galaxy thì chuẩn bị ha. Chắc tầm khoảng chiều nay hoặc ngày mai. Thấy con mái bụng còn căng quá, chắc còn đang đẻ đó. Thành ra để cho nó thư thả tới chiều nay coi coi, coi bụng nó xẹp hay không. Ha, rồi mình sẽ bắt ra. Thôi, bye bye chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình nha.